biệt nàng Chu Chỉ Nhược, diễn viên Châu Hải My đã qua đời vì bạo bệnh. Minh tinh Hồng Kông Châu Hải My, từng đóng Chu Chỉ Nhược, qua đời ở tuổi 57. Theo Sina, tối ngày 12 tháng 12, đại diện công ty quản lý của Châu Hải My cho biết diễn viên qua đời một ngày trước đó vì bệnh tật. Người đại diện viết, mong thiên đường không có bệnh tật, mong kiếp sau chúng ta gặp lại. Mẹ của Châu Hải My viết trong bản thông cáo do công ty quản lý công bố, Hải My thân yêu, mong con luôn được vui vẻ, gia đình tự hào về con. Tối ngày 12 tháng 12, công ty của Châu Hải My xác nhận nữ diễn viên đã qua đời hôm ngày 11 tháng 12 do bệnh tật. Sau thời gian chữa trị không hiệu quả, Châu Hải My đã mất vào ngày 11 tháng 12. Cầu mong thiên đường không còn bệnh tật, cầu mong kiếp sau lại được nhìn chị tỏa sáng. Thành kính thương tiếc. Thông tin khiến người hâm mộ không khỏi sốc. Hiện tin tức về cái chết của Châu Hải My được tìm kiếm nhiều nhất trên Hot Search Weibo. Châu Hải My được mệnh danh là Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh, Chu Chỉ Nhược hoàn hảo nhất sau khi tham gia bản Ý Thiên Đồ Long Ký năm 1994. Tạo hình thanh cao, quyến rũ với chấm chu sa trên trán của nữ diễn viên trở thành biểu tượng sống mãi trên màn ảnh, được các nhà sản xuất của những phiên bản sau áp dụng cho vai diễn Chu Chỉ Nhược. Tuy nhiên, không ai có thể đánh bại diễn xuất của Châu Hải My. Thành công trên màn ảnh, Châu Hải My trở thành người tình trong mộng của hàng triệu khán giả và các đồng nghiệp nam. Châu Hải My và tài tử Lữ Lương Vĩ từng hợp tác trong hai bộ phim Tuyết Sơn Phi Hồ và Bến Thượng Hải rồi nảy sinh tình cảm với nhau. Họ kết hôn tại Mỹ năm 1988. Tuy nhiên, sau khi trở thành người một nhà, Châu Hải My cảm thấy bối rối, không quen với cuộc sống hôn nhân. Sau khi kết hôn, chúng tôi phát hiện nhiều điều ở đối phương không giống với những gì mình tưởng tượng, Châu Hải My tâm sự sau khi chia tay Lữ Lương Vĩ nhiều năm. Ngoài ra, Châu Hải My từng được nhiều đại gia vung tiền theo đuổi. Nữ diễn viên cũng có vài cuộc tình ngắn ngủi nhưng không tìm thấy người thực sự đồng điệu với mình. Châu Hải My cũng hẹn hò với giám đốc VTV Chu Gia Văn năm 2002. Năm 2004, bất chấp sự phản đối của gia đình, Châu Hải My từ bỏ sự nghiệp ở Hồng Kông, Trung Quốc chuyển đến Bắc Kinh để theo đuổi bạn trai kiến trúc sư kém cô 7 tuổi. Hai người sống trong một biệt thự, quyết định không kết hôn hay sinh con để tận hưởng niềm vui tự do. Tuy nhiên, mối quan hệ này cũng không đi tới kết cục hạnh phúc. Nữ diễn viên và người tình chia tay sau 12 năm bên nhau. Theo QQ, Châu Hải My là người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ tự tôn. Khi được hỏi tại sao lại lựa chọn không sinh con, nữ diễn viên chia sẻ, gia đình tôi cũng không có ngôi vị để kế thừa. Trong một lần khác, Châu Hải My khẳng định cô không cần đàn ông vẫn sống vui vẻ. Không có tình yêu cũng có thể sống thật vui vẻ, không nhất định phải tìm một người đàn ông cho vướng tay vướng chân. Không có chuẩn mực nào cho hạnh phúc, có rất nhiều cách để sống vui vẻ. Ngày bạn thích là ngày đẹp nhất, cách bạn thích là cách sống tốt nhất. QQ bình luận Châu Hải My không có nỗi lo về kinh tế. Nữ diễn viên sở hữu vài bất động sản, cổ phiếu, trị giá lên tới 70 triệu đô la Mỹ. Nhờ giữ được ngoại hình đẹp, trẻ trung hơn tuổi, đến nay Châu Hải My vẫn đắt show, nhận được nhiều lời mời tham dự sự kiện. Nữ diễn viên cũng đóng các vai phụ khi cảm thấy hứng thú để đỡ nhớ nghề.